mê cung ẩm thực ở Hải Phòng. Bánh đa cua, bún cá cay, bánh đúc tàu, giá bể, bánh mì cay, bánh bèo, ốc, dừa dầm là những món ăn níu chân thực khách ở Hải Phòng. Bánh đa cua là món ăn mang thương hiệu của ẩm thực đất cảng. Thực khách có thể bắt gặp món ăn này ở mọi ngóc ngách tại Hải Phòng, từ sáng tới khuya. Loại bánh đa truyền thống có màu đỏ, dai ngon, ăn kèm nhiều loại topping, trong đó không thể thiếu chả lá lốt, đậu phụ rán, tôm, chả cá, rau cần, giá đỗ, hành phi, một số nơi còn có cật lợn, bề bề. Nước dùng ngọt đậm vị cua đồng, ăn một lần nhớ mãi. Một số hàng bánh đa cua nổi tiếng ở Hải Phòng: bánh đa cua 195 Cầu Đất, 48 Lạch Tray, 173 Hàng Kênh, bánh đa cua Dũng Hồng 143 Ngõ Lý Tiêm, bánh đa cua Gia Liễu 140 Trần Phú hay trong chợ Cố Đạo. Bún cá cay cũng là một món ăn cộp mát hương vị ẩm thực Hải Phòng, được xuất khẩu đi nhiều tỉnh thành, gây ấn tượng với thực khách cả nước. Nước dùng ngọt thanh, đậm đà được ninh nhừ từ hải sản, thêm vị chua chua của dứa và hơi cay cay của nước sốt. Bát bún có cá rán, lòng cá ba sa xào giòn sật, lòng dồi cá, chả cá thu, ăn kèm tương ớt và rau sống. Địa chỉ gợi ý: bún cá Cậu Đoành, bún cá Lê Lợi, bún cá 49 Lạch Tray, 156 Văn Cao, 153 Lê Lai, ngõ 55 Lạch Tray. Bánh mì que là lựa chọn hàng đầu cho du khách mua quà mang sau chuyến đi Hải Phòng. Chiếc bánh mì nhỏ xinh chỉ bằng hai ngón tay, dài hơn một gang tay, bên trong chỉ gồm có lớp kết mỏng nhưng béo ngậy, thơm, chấm với chút tương ớt chí chương mới, chuẩn bài. Thậm chí, nhiều khách còn xách tay riêng phần kết mang về Hà Nội vì rất mê hương vị này. Không khó để tìm các hàng bánh mì que Tết ở Hải Phòng, nhưng khi nhắc tới món này, người dân đất cảng sẽ nhớ tới các thương hiệu quen thuộc như Khánh Nạp ở Hàng Kênh, Tết Cột Đèn, bánh mì Bà Già, Ông Cung. Bánh đúc tàu là món ăn khá kén khách, ngay cả với người Hải Phòng, không phải ai cũng ghiền, những nếu đã ăn được thì thường mê như điếu đổ. Món ăn có xuất xứ từ người gốc Hoa sinh sống ở khu vực này trước đây. Lớp bánh đúc trắng mịn, được cắt thành những miếng nhỏ xinh, thêm đu đủ thái hạt lựu, trộn màu đều cho lên màu. Ngoài ra, bát bánh còn có tôm và thịt ba chỉ rang, một nhĩ, chan thêm lớp nước dùng ngọt nhẹ xâm xấp, ai thích ăn cay có thể bỏ thêm. Bánh đúc tàu là món quà chiều được yêu thích của người Hải Phòng, giá thành chỉ hơn 10.000 đồng một bát. Một số địa chỉ gợi ý: bánh đúc tàu Cô Truyền, Hai Bà Trưng, chợ Cố Đạo, chợ Lương Văn Can, chợ Máy Đá. Tương tự bánh đúc tàu, giá bể cũng là món ăn không phải người Hải Phòng nào cũng ăn được, nhưng vẫn là sở hữu lượng fan hùng hậu. Giá bể là loài nhuyễn thể sống ở biển, có phần vỏ mềm, phần chân thò ra ngoài khoảng 4-5cm, có vị giòn giòn. Giá bể được làm sạch, ướp gia vị đường, nghệ, mắm, thêm bột mì vào để tạo độ sánh đặc và tương ớt cay. Bát giá bể nhỏ nhưng ăn khá mất thời gian vì phải nhằn bằng miệng khá lâu, nhưng vị ngọt, giòn dai vẫn khiến nhiều người phải lòng. Địa chỉ: 47 Chu Văn An, chợ Lương Văn Can, chợ Hàng, 103 Dư Hàng, 166 Lương Khánh Thiện, chợ Cát Bi, 112 Hàng Kênh. Nhắc tới Hải Phòng là nói tới các quán ốc vừa ngon vừa rẻ. Giá một bữa ốc ở đây thường rẻ bằng một nửa ở Hà Nội, chất lượng tươi ngon, hấp dẫn hơn nên nhiều người thủ đô lựa chọn ăn ốc trong chuyến Food Tour Hải Phòng. Ốc ở đây được chế biến theo nhiều khẩu vị trong Nam ngoài Bắc, phù hợp khẩu vị của nhiều người như sốt trứng muối, hấp mẻ, hấp thái. Một số gợi ý ăn ốc ở Hải Phòng: ốc Thùy Linh, ốc Hoa 69 Máy Tơ, Hà ốc Chu Văn An, ốc Thương ở Lê Lợi, 276 Hàng Kênh. Đặc biệt, khi đến Hải Phòng, bạn nhất định phải thử các món ốc hút. Khi ăn, thực khách phải sử dụng thêm các dụng cụ như kìm để bấm vỡ một đầu, sau đó dùng miệng hút đầu kia để lấy ốc. Cách ăn này khá mất thời gian nhưng rất thích hợp trong buổi chiều mưa mùa đông. Nhâm nhi bát ốc hút ở quán lề đường. Một đặc sản khác ở Hải Phòng mà chỉ dân địa phương mới biết là món bánh bẽn. Đây là đồ ăn vặt dân dã ở đất cảng, gần giống bánh tiêu ở miền Nam. Chiếc bánh to bản, nóng hổi, bên trong mềm xốp, khi ăn bẻ miếng nhỏ, chấm với sữa đặc là ngon hết ý. Địa chỉ tham khảo: 208 Tô Hiệu. Không phải món truyền thống lâu đời nhưng dừa dầm đã làm nên tên tuổi cho ẩm thực Hải Phòng thời gian qua. Món ăn chỉ có dừa non, dừa nạo, trân châu, hạch, sữa đặc, cốt dừa, dầm với đá bào nhưng có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Địa chỉ tham khảo: Hiền Béo ở Lạch Tray. Khác với bánh bèo Huế tròn nhỏ, ăn kèm ruốc tôm, bánh bèo Hải Phòng gần giống bánh giò và bánh tẻ ở miền Bắc, gói trong lá chuối. Phần nhân đẫm thịt, mộc nhĩ, phủ lớp hành phi. Vỏ bánh mềm dai, chấm cùng bát nước chấm làm từ nước xương ninh nhừ, có thể cho thêm chả nướng. Địa chỉ tham khảo: 294 Lạch Tray, 64 Chu Văn An, 147 Hàng Kênh, 22 Lãng Ông, Lê Đại Hành, 278 Trần Nguyên Hãn, 189 Phan Bội Châu, chợ Cố Đạo, chợ Lương Văn Can. Nem cua bể Hải Phòng được gói hình vuông nên còn có tên gọi khác là nem vuông hay nem vuông hải sản. Phần nhân bên trong khá chất lượng với cua bể tách thịt, trứng gà, thịt lợn nạc, tôm, nấm hương, mộc nhĩ và các loại rau củ quả khác. Giá một chiếc nem cua bể có giá khoảng 70.000 đồng một chiếc, có thể mua về làm quà. Địa chỉ tham khảo: chợ Cố Đạo, 323 Tô Hiệu, quán Phương Mai đường Cát Cục, nem bà cụ Cầu Đất, chợ Cát Bi. Với các món tráng miệng, Hải Phòng cũng đầy ắp sự lựa chọn. Một trong số đó là các món chè đổ đen đặc và chè vừng đen ăn kèm quẩy. Khác với chè đổ đen ở các nơi khác được nấu loãng, ở Hải Phòng, Nga ta nấu đặc quán, sệt, vị đậm đà, mùi béo của đổ đen, ăn kèm quẩy cắt nhỏ và dừa nạo. Mùa đông, các quán sủi dình ở Hải Phòng luôn tấp nập khách ra vào. Sủi dình gần giống với bánh trôi tàu ở Hà Nội. Viên bánh nhỏ xinh, được nặn và luộc tại chỗ. Nhân bùi béo vì có vừng đen, lạc rang giả nhỏ và cùi dừa nạo. Nước dùng sủi dình có hương vị thơm dậy mùi cây nồng của gừng tươi giả nhỏ nấu với mật mía hoặc đường thốt nốt. Trà cúc ở Hải Phòng nổi tiếng và phổ biến như trà chanh ở Hà Nội. Các quán trà xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố, là nơi người dân đất cảng tụ tập, trò chuyện và thưởng thức. Một cốc trà đúng điệu phải có chuẩn ba vị: vị đắng ngọt hơi ngai ngái nơi đầu lưỡi nhưng thanh tao của hoa cúc, vị ngọt thơm của những lát cam thảo và vị chát của trà. Trà cúc hơi khó uống với người chưa quen nhưng khi cảm nhận đủ hương vị, thức uống này sẽ là lựa chọn lý tưởng trong ngày mùa đông. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.